Phải làm gì nếu bị lừng mật tấn công? Trước hết đừng hoảng sợ. Tiếp theo là không nên trèo lên cây để trốn. Vì lừng mật rất nhanh nhẹn, khả năng leo trèo lại cực kỳ giỏi. Bạn sẽ không an toàn nếu trốn trên cây. Tất nhiên cũng không nên quay đầu bỏ chạy. Lừng mật có tính thù dài, nó sẽ bám theo bạn cho tới khi bạn chịu dừng lại. Hãy cẩn thận với chiếc quần của bạn để ngăn chặn việc lừng mật tấn công từ phía dưới. Sau đó hãy hành động thật nhanh chóng, tận dụng khả năng linh hoạt của bản thân, nhanh chóng khống chế lừng mật, khuất phục nó với sức mạnh cứng rắn. Không nên cố gắng chiến đấu với lừng mật trong thời gian dài, nếu không bạn sẽ rất khó sống sót. Vậy bạn đã từng gặp lừng mật chưa?